Huấn luyện viên Christophe Galtier nhận trách nhiệm khi để Mbappe đỡ băng đội trưởng ở trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp. Tôi mắc lỗi giao tiếp về trường hợp của Mbappe. Ai cũng bất ngờ khi thấy cậu ấy giữ băng đội trưởng ở Cúp Quốc gia Pháp. Thực tế, Mbappe là một trong số những đội phó bên cạnh Kimpembe, Verratti và Ramos. Khi thủ quân Marquinhos vắng mặt, một trong số những cầu thủ đội phó sẽ giữ băng thủ quân. Huấn luyện viên người Pháp giải thích thêm. Tôi cũng nói chuyện với Kimpembe để giải thích. Cậu ở trận gặp Pierre de Cassel, Kimpembe và Verratti đều vắng mặt. Marquinhos ngồi dự bị, nên tôi để Mbappe đeo băng đội trưởng. Theo Daily Mail, Mourinho thất vọng vì tiềm lực tài chính hạn hẹp của Roma. Ông không được câu lạc bộ hỗ trợ trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Và hợp đồng đáng chú ý nhất của Roma là Paulo Dybala, cầu thủ bị xem là hàng thải từ Juventus. Mourinho đang cân nhắc chia tay Roma vào cuối mùa này và mong muốn trở lại nước Anh làm việc. Huấn luyện viên 60 tuổi đang để mắt đến công việc tại Chelsea. Đội bóng đang có dấu hiệu khủng hoảng không ngớt dưới thời tân huấn luyện viên Graham Potter. Nếu tình hình không được cải thiện, huấn luyện viên người Anh khó tay vị đến cuối mùa. Nếu trở lại Chelsea, Mourinho sẽ thỏa sức mua sắm vì tỷ phú Topoli đang rất mạnh tay thay máu lực lượng. Chỉ riêng trong tháng này, họ đã đốt gần 200 triệu bảng để mang về 6 tân binh. Sau hơn một tuần đàm phán, Chelsea đã thuyết phục thành công Lyon bán Malo Gusto. Theo Romano, mức phí thương vụ này khoảng 30 triệu euro kèm biên phí. Theo hợp đồng hai bên đã thông qua, Malo Gusto sẽ chơi cho Lyon đến hết mùa này theo hợp đồng cho mượn sau khi hoàn tất giao kèo với Chelsea. Hậu vệ 19 tuổi sẽ chính thức gia nhập Stamford Bridge vào mùa hè cùng với Nkunku. Sau khi Chelsea và Lyon chốt hợp đồng, Malo Gusto lập tức lên chuyến bay đến London kiểm tra y tế. Dự kiến trong 24 giờ tới, Chelsea sẽ hoàn tất thương vụ này. Trước trận đấu gặp Reading tại FA Cup, Erik ten Hag đã cập nhật tình hình lực lượng của Man United. Huấn luyện viên người Hà Lan cho biết Diogo Dalot không thể ra sân vì chấn thương. Với trường hợp của Luke Shaw đang bị cảm và Anthony Martial bị chấn thương, khả năng ra sân của cặp đôi này vẫn bo ngỏ. Ten Hag cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đăng ký Martial và Shaw hay không. Thông tin đáng chú ý nhất Ten Hag cung cấp trong buổi họp báo là tình trạng của Sancho. Theo cựu huấn luyện viên của Ajax, Sancho đang đạt trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất và sẵn sàng tái xuất ở trận gặp Reading. Giám đốc thể thao của Bayern Munich Hasan Salihamidžić gọi Serge Gnabry là kẻ nghiệp dư khi phát hiện cầu thủ này tham dự tuần lễ thời trang Paris không lâu sau trận hòa 1-1 với Leipzig ở vòng 16 Bundesliga cuối tuần trước. Hành động của Gnabry thật nghiệp dư, đó chính xác là điều mà các cầu thủ Bayern không nên có. Đi vui đùa ở nơi khác khi bạn chỉ có một ngày nghỉ. Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ tập trung cho trận đấu tiếp theo. Serge Gnabry đăng ảnh mặc trang phục phong cách trên trang cá nhân khi tham dự tuần lễ thời trang Paris. Gnabry tranh thủ qua thời gian nghỉ ngắn giữa hai loạt trận để vui chơi. Điều này khiến cho ban lãnh đạo Bayern cảm thấy không hài lòng. Bước sang mùa giải 2023 với nhiều sự thay đổi nhân sự, Bình Định có những trụ cột với vai trò mới. Theo bầu chọn của tập thể, Văn Lâm sẽ là tân đội trưởng của đội bóng đất võ. Văn Lâm cũng chính thức khoác băng đội trưởng trong buổi chụp hình sáng ngày 28 tháng 1 trên sân Quy Nhơn. Bốn đội phó của đội bóng này là Cao Văn Truyền, Đỗ Văn Thuận, Nghiêm Xuân Tú và Jeremy Duane Lynch. Mùa giải 2022, đội trưởng của câu lạc bộ Bình Định lần lượt là Dương Thanh Hào và Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều rời đội. Thanh Hào gia nhập Hải Phòng, trong khi Tấn Tài đến Công an Hà Nội.